Thưa tất cả các anh chị em hội thánh truyền giáo trên đường dây, hôm nay tôi rất là vui được cùng với anh chị em để kỷ niệm 1 năm ngày thành lập hội thánh truyền giáo trên đường dây. Tôi thấy chúng ta đã đi một bước khá dài, cũng nghe được nhiều điều, và tôi tin rằng cái cơ hội để chúng ta được nghe Chúa dạy, Chúa nhắc vẫn còn nhiều, và những điều mắt chưa thấy, tai chưa nghe và lòng người chưa nghĩ đến thì Chúa dành cho những kẻ yêu mến Ngài. Buổi tối hôm nay tôi muốn nói nhiều điều với anh chị em, nhưng mà thì có hạn, tôi chỉ nêu lên một số những cái ý chính và cái lời kêu gọi mới mà Chúa dành cho mỗi chúng ta cũng như chính mình tôi. Trước hết tôi đọc lời Chúa trong Luca đoạn 12 câu 42 đến câu 48 chép như thế này. Chúa Giêsu đáp rằng: Ai là người quản gia ngay thật khôn ngoan, chủ nhà đặt coi cả người nhà mình để đến dịp tiện phát lương phạm cho họ. Phước cho đầy tớ ấy khi chủ nhà về thấy làm như vậy. Quả thật ta nói cùng các ngươi, chủ sẽ cho nó quản lý cả gia tài mình. Nhưng nếu đầy tớ ấy tự nghĩ rằng chủ ta chậm đến, rồi cứ đánh đập đầy tớ trai và gái, ăn uống say sưa, thì chủ nó sẽ đến trong ngày nó không về, và giờ nó không biết, lấy roi đánh xé da nó và để cho nó đồng số phận với kẻ bất bất trung. Đầy tớ này đã biết ý chủ mình mà không sửa soạn sẵn và không theo ý ấy thì sẽ bị đòn nhiều. Song đầy tớ không biết ý chủ mà làm việc đáng phạt thì bị đòn ít. Vì ai đã được ban cho nhiều thì sẽ bị đòi lại nhiều, và ai đã được giao cho nhiều thì sẽ bị đòi lại nhiều hơn. Tôi muốn anh chị em để ý đến cái câu 48 phần B, đó là câu rất là quan trọng đối với những người đầy tớ Chúa, hay là những người môn đồ, những người mà Chúa nói ai là người quản gia đó. Câu này nói rằng vì ai được ban cho nhiều thì sẽ bị đòi lại nhiều, và ai đã được giao cho nhiều thì sẽ bị đòi lại nhiều hơn. Ở đây có mấy chữ là ban cho nhiều và chữ giao cho nhiều. Tôi thấy cái chữ này nó liên hệ đến cái tài năng, đến cái cơ hội mà Chúa ban cho mỗi người chúng ta. Tất cả chúng ta đều là những tôi tớ Chúa, là người quản gia, tức là những người lãnh đạo, những người mà phục vụ người khác, những người sắp đặt công việc Chúa cho những người khác, những người mà phục vụ, những người mà cung lương. Ở đây nói rằng người quản lý, và thật ra thì cái chữ quản lý nó mô tả cái việc rằng tất cả những gì chúng ta có là Chúa giao cho chúng ta quản lý. Tôi nghĩ rằng nếu mỗi người chúng ta ý thức được điều này đó, thì cái chức vụ của chúng ta, cái sự phục vụ của chúng ta nó sẽ khác hơn. Nhất là chúng ta là người quản lý trung tín, người quản lý trung thành, người quản lý khôn ngoan mà Chúa giao. Ở đây cũng cho chúng ta biết rằng Chúa giao cho mỗi người tùy theo cái talent hay là tùy theo cái khả năng. Nhưng mà khi Chúa giao cho nhiều thì Chúa mong muốn chúng ta đóng góp nhiều, hay nói một cái khác là Chúa đòi lại nhiều. Nghĩa là Chúa trông đợi cái sự đóng góp của chúng ta, cái sáng kiến của chúng ta, cái kết quả của chúng ta nhiều. Và Chúa giao cho người này nhiều hơn người kia. Mà người giao nhiều thì Chúa lại trông đợi nhiều đến kết quả của người đó. Vì vậy thì trong năm tới, tôi không biết là anh chị em có suy nghĩ đến là Chúa sẽ giao cho mình việc gì thêm không? Riêng bản thân tôi thì tôi thấy dường như mỗi năm á, Chúa đều giao thêm việc. Và tôi cũng cảm ơn Chúa bởi vì mình làm việc một cách vui vẻ, mình làm việc một cách sung sướng vì mình được giao việc. Và đây chính là điều mà tôi ước ao anh em hội thánh trên đường dây phải chia sẻ, xây dựng một cái tâm tình là vui vẻ làm công việc Chúa và vui mừng vì được Chúa giao thêm việc. Bởi vì khi Chúa giao thêm việc chúng ta là Chúa đánh giá cái tài năng của chúng ta, sự trung tín của chúng ta và kết quả chúng ta.
Trong suốt những ngày qua thì tôi thấy có một số điều mà tôi có thể nhìn lại và thấy đây giống như là những cái điều mà Chúa ban cho. Đặc biệt là khi suy nghĩ đến việc xây dựng hội thánh, xây dựng cái vương quốc của Chúa đó, thì trước hết tôi nhìn thấy có ba trình độ thuộc linh của một môn đồ. Thứ nhất là tò mò, thứ hai là tin theo, và thứ ba là phó thác. Ở trong đời sống của những người tín đồ hay là môn đồ á, đều có những hạng người chỉ tò mò đến với Chúa thôi, số người khá hơn một chút thì tin theo, nhưng mà chỉ mức độ tò mò không thì cũng dễ bỏ cuộc, còn là chỉ tin theo thì Chúa nói rằng ma quỷ nó cũng tin và run sợ. Cho nên vừa tò mò và tin theo thì vẫn chưa đủ, Chúa muốn chúng ta trở thành những người phó thác. Phó thác có nghĩa là commitment, có nghĩa là trung tín cho đến cuối cùng đó. Và đây chính là cái điều kiện mà Chúa muốn thấy nơi những người môn đồ, những người thứ nhất là trung tín, thứ hai là sẵn sàng, và thứ ba là chịu học. Thì đây cũng là cái tinh thần của Hội Thánh Trên Đường Dây, của Viện Đào Tạo Môn Đồ, và tôi ước ao rằng mỗi người chúng ta phải luôn luôn là người phó thác, một người mà có đủ cái tâm tình, cái điều kiện để Chúa giao thác thêm hay là để Chúa dạy dỗ thêm. Một điểm nữa đó là qua Hội Thánh Trên Đường Dây, qua Viện Đào Tạo Môn Đồ, chúng ta đã có một cái ý nghĩ về việc xây dựng hội thánh theo mô hình ngồi, đứng và đi. Ngồi để thờ phượng, để học lời của Chúa. Đứng lên để thông công, để phục vụ. Mà ra đi để truyền giáo, cứu tội nhân. Và trong cái tinh thần này đó, thì tôi thấy rằng mỗi người môn đồ thật của Chúa thì cần phải có một ông thầy như Phaolô, một người bạn như Barnabas, một người học trò như Timôthê. Vì vậy chương trình đào tạo môn đồ của VMI gồm có 3 cấp: tôi muốn biết Chúa, tôi muốn theo Chúa, tôi muốn hầu vì Chúa. Và cái phương châm của chúng ta là học để dạy và dạy để học. Đây cũng là một điều mà tôi muốn nhắc đi nhắc lại, và chính anh chị em cũng phải nhắc đi nhắc lại và mình áp dụng nữa. Chúng ta học để dạy và dạy để học. Và cái phương châm này nó phù hợp với đại mạng lệnh của Chúa là hãy đi, hãy môn đồ hóa, hãy nhân danh ba ngôi Đức Chúa Trời làm phép ấp tem và dạy họ giữ mọi điều ta đã truyền cho các ngươi. Một trong những cái điều mà chúng ta cần phải lưu ý và nhấn mạnh đó là chúng ta phải biết biết dạy, nghĩa là cũng phải biết học để dạy và dạy như là một phương cách để học. Trong lời của Chúa thì tôi nhìn thấy rằng người môn đồ của Chúa phải là người người học, và chúng ta phải có tinh thần ham học. Và từ khi bắt đầu tin Chúa cho đến khi qua đời, chúng ta phải tiếp tục học, bởi vì cái kho tàng giá trị của đạo Chúa nó quá lớn lao đến nỗi chúng ta không có thể hài lòng với cái học hôm qua, nhưng mà còn phải học hôm nay và còn học ngày mai nữa. Người môn đồ cần phải được huấn luyện để học đạo, để sống đạo và để truyền đạo. Chúng ta muốn truyền đạo phải học đạo và phải sống đạo, và tin điều mình biết và biết điều mình tin. Và gần đây thì Chúa lại dạy tôi rằng Đức Chúa Cha đang tìm người thờ phượng thật, Đức Thánh Linh đang tìm bông trái thật, và Đức Chúa Giêsu đang tìm người bị hư mất. Và rõ ràng đây chính là việc mà chúng ta phải noi gương, chúng ta phải đồng công, nhất là chúng ta làm người thờ phượng thật trong giờ thờ phượng riêng cho đến giờ thờ phượng chung. Chúng ta phải tìm kiếm mặt Chúa, và trong cách cư xử, trong cách sinh hoạt của chúng ta làm vinh hiển Chúa. Rồi chúng ta cũng không có làm buồn Thánh Linh khi chúng ta thấy ý riêng của mình mà không thấy ý Chúa. Chúng ta phải có bông trái thật của Chúa, và những bông trái thật đó nó mới thu hút người khác. Người khác mới nhìn thấy cái sự khác biệt với họ, và họ mong muốn tìm thấy một đời sống yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, trung tín, hiền lành, tiết độ. Và đặc biệt là Chúa Giêsu vẫn đang đi tìm người hư mất. Và tôi thấy đây là một cái hình ảnh rất là đẹp. Chúng ta chẳng những noi gương mà chúng ta cũng phải đồng công
Ngày hôm nay Chúa vẫn đang đi tìm người hư mất ở trong vòng bạn bè, bà con của chúng ta, xung quanh chúng ta. Xin Chúa giúp đỡ để chúng ta cũng noi gương Chúa, đồng công với Chúa Giêsu để đi tìm người hư mất. Và xung quanh chúng ta có vô số người đã hư mất, bởi vì 90% người Việt Nam vẫn chưa kêu cầu Chúa, họ vẫn là những người hư mất. Và chúng ta cầu nguyện để Chúa cho chúng ta biết cách để có thể chinh phục lòng đồng bào của chúng ta. Chúng ta nên cầu nguyện với Chúa nhiều hơn. Tôi biết người tín đồ Đại Hàng đã thành công chỉ vì bắt đầu bằng sự cầu nguyện. Và người Đại Hàng khi bắt đầu cầu nguyện thì họ hô lớn tiếng lên: Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa ơi, 3 lần như vậy. Và tôi không biết chúng ta có thể áp dụng được không. Với tâm tính của người Đại Hàng nóng nảy họ có thể làm, nhưng mà với người Việt Nam mà trầm tính thì chúng ta có thể làm được như vậy không? Nhưng mà trong chỗ riêng tư chúng ta cũng có thể có kinh nghiệm này. Và tôi nghĩ rằng cái vấn đề này là vấn đề chúng ta biết Chúa nhiều hơn á, thì chúng ta mới có những cái biểu lộ mạnh mẽ hơn và kết quả hơn. Và trong cái ý nghĩ về vấn đề quản gia hay là ý nghĩ về vấn đề được đòi lại nhiều hơn đó, thì tôi nghĩ rằng trong năm tới đây sau cái kỷ niệm một năm này á, tôi có một đề nghị nhỏ thôi, đó là mỗi người chúng ta, anh em để ý điều này, là mỗi người chúng ta nên xây dựng một cái tổ truyền giáo ba. Tôi muốn nói cái chữ này là đây là một kinh nghiệm rất là tốt, là hãy có 3 người thân nhất, như Chúa Giêsu có 3 môn đồ thân tín nhất là Phêrô, Gia-cơ và Giăng. Không biết anh chị em có thể làm được điều này hay không. Chúng ta không có thể làm việc một mình được. Một cây làm chẳng nên non mà 3 cây chụm lại nên hòn núi cao. Cho nên kể từ nay anh em nên suy nghĩ và liên kết với nhau 3 người. 3 người trở thành bạn thiết, 3 người trở thành người cố vấn thiết, 3 người trở thành người đồng công, thậm chí có thể trở thành người chia sẻ cái công việc của chúng ta. Hãy noi gương Chúa Giêsu có 3 người thân nhất trong số những người mà chúng ta quen biết. Tôi gọi đó là cái tổ truyền giáo 33, hay là cái team truyền giáo 33. Và tôi hy vọng rằng trong những ngày sắp tới, anh chị em áp dụng điều này. Và khi có kết quả, đó là chúng ta giữ gìn nhau, chúng ta đồng công với nhau, chúng ta chia sẻ với nhau, và chúng ta báo cáo cho nhau. À, chúng ta sẽ xây dựng cái gia đình. 3 người là một gia đình rồi. Và hội thánh là gồm có nhiều gia đình như vậy. Và trong cái ước mong của tôi là hội thánh truyền giáo trên đường dây sẽ phát triển. Bây giờ chúng ta có một số tiểu bang, nhưng mà nhìn như mỗi tiểu bang thì không có nhiều đó. Cho nên chính anh em trong mỗi tiểu bang là vẫn có cơ hội, vẫn có cái sự thách thức để xây dựng cái nhóm 33 của mình. Và chúng ta có nhiều nhóm như vậy thì chúng ta sẽ có một gia đình truyền giáo vững mạnh. Và chỉ cần 3 người hiệp lại thường xuyên cầu nguyện cho nhau, làm việc với nhau, thì chắc chắn rằng công việc Chúa nó sẽ phát triển. Tôi tin chắc điều này bởi vì đó là gương của Chúa, và đó cũng chính là cái nhu cầu của sự hiệp tác, nhu cầu của sự thông công, nhu cầu của sự gần gũi, cũng nhu cầu của sự làm việc chung. Giống như là cửa có câu rằng một cái sợi dây 3 tao lấy làm khó đứt. Ước ao Chúa dùng những điều, những bài học và những cái ý nghĩ của tôi hôm nay sẽ kết lệ anh em để góp phần cho việc mở mang vương quốc của Chúa trong hội thánh trên đường dây. Xin chân thành cảm ơn và kính chào tất cả các anh chị em.